Anh chị em rất thân mến, kết thúc tháng 10 năm 2019 là tháng truyền giáo ngoại thường. Theo như Đức Giáo hoàng Francisco ấn định và kêu gọi, chúng ta không dừng lại việc thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng là trách nhiệm căn bản của người Kitô hữu. Chúng ta cũng không chấm dứt việc lần chuỗi mân côi, đặc biệt lần chuỗi mân côi sống là phương thế cầu nguyện và sống tin mừng cách đơn sơ mà hiệu quả đã từng đổi mới bao tâm hồn nâng đỡ các gia đình xây dựng giáo hội cứu thế giới thoát bao hiểm họa đồng thời cũng là một cách thế xây dựng tình hiệp thông tạo điều kiện thuận tiện cho việc loan báo tin mừng giờ kinh tối nơi các gia đình với việc đọc và suy niệm lời chúa cũng là điều rất cần thiết mà chúng ta cần duy trì và phát huy cách tích cực hơn. Chúng ta càng không thể lơ là với việc chầu thánh thể là nguồn mạch thánh hóa các tâm hồn, các cộng đoàn và là linh hồn của những nỗ lực loan báo tin mừng. Chúng ta hãy tiếp tục và nhiệt tình thực hiện những việc đạo đức truyền thống tốt đẹp trên đây. Bước vào tháng 11 Mẹ giáo hội mời gọi chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ Trong đó có biết bao nhiêu vị thánh không hề được tuyên thánh Giáo hội muốn nhắc mỗi người Kitô tô hữu chúng ta ý thức và sống tích cực ơn gọi nên thánh của mình Mọi người đã được rửa tội dù ở vai trò vị trí nào Cũng được Chúa ban những ơn cần thiết để có thể sống và nên thánh thiện Cho xứng với tình thương và niềm kỳ vọng của Thiên Chúa Cha chúng ta là đấng thánh. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã từng quả quyết Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu con đường nên thánh Vì thế chúng ta hãy vững tin Mà tận dụng mọi hoàn cảnh sống của mình Như một cơ hội để sống thánh và nên thánh Từ ngày mùng 2 tháng 11 Và trong suốt tháng 11 này Cách riêng là 8 ngày đầu Giáo hội đặc biệt mời gọi và tạo điều kiện cho các tín hữu nhớ đến các đảng linh hồn, trong đó có những linh hồn bà con thân thuộc của chúng ta. Đó là những linh hồn đang còn phải chịu sự thanh luyện, bù đắp những lỗi lầm thiếu sót khi còn sống, để được vào chung hưởng hạnh phúc viên mãn với Chúa và với các thánh trên thiên quốc. Do đó, vì tình hiệp thông huynh đệ của những người làm con cái Thiên Chúa và vì sự liên đới của các phần tử trong hội thánh Chúa Kitô. Chúng ta hãy tận dụng mọi phương cách mình có thể làm được khi còn sống để cứu giúp các đẳng linh hồn. Chắc chắn các đẳng linh hồn cũng sẽ không quên chúng ta đến lượt chúng ta cần trợ giúp. Anh chị em thân mến! Chúng ta chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới và năm mới dương lịch 2020 nhằm thể hiện tình hiệp thông trong gia đình giáo phận và để nối kết tình thân đối với những người xung quanh, hướng đến việc thực thi sứ mạng loan báo tin mừng. Tôi thiết tha kêu gọi quý cha và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta hãy cùng với tôi thực hiện một việc làm cụ thể như sau. Văn phòng Tòa giám mục và Ban truyền thông đã thiết kế một quyển lịch treo tường gồm 5 tờ với chủ đề Tuổi trẻ trưởng thành toàn diện. Theo định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho năm nay, hình ảnh và nội dung của từng tờ lịch từng tháng kèm theo những tư tưởng phấn khích những người trẻ vươn tới sự trưởng thành toàn diện trong những lĩnh vực cơ bản như nhân cách, tình yêu, chọn lựa và lý tưởng. Quyển lịch này cũng được soạn tác để có thể làm quà tặng rộng rãi cho nhiều đối tượng và có thể mang lại ích lợi cho nhiều người, không phân biệt đạo đời, lương giáo. Do đó, chính tôi sẽ nhân danh Tòa Giám Mục Phú Cường gửi tặng lịch này cho tất cả các linh mục, các cộng đoàn tu sĩ, các thành viên hội đồng mục vụ giáo sứ trong toàn giáo phận, các ban ngành của chính quyền ba tỉnh liên hệ, và thành phố Hồ Chí Minh cùng huyện Củ Chi và các cơ sở tôn giáo bạn trong địa bàn giáo phận. Xin các cha xứ tổ chức tặng lịch này cho từng gia đình trong giáo xứ của mình và chính quyền huyện hoặc thị xã hay thành phố và cấp cơ sở mà giáo xứ liên hệ. Đồng thời khuyến khích các gia đình, các đoàn thể, các giới cũng liên hệ tặng lịch này cho các gia đình cũng như các thân hữu lương giáo hoặc các tôn giáo bạn. Để kịp thời in tên của mẫu giáo xứ, các đoàn thể hay các giới phù hợp cho việc gửi tặng, xin các cha xứ và quý cha đặt trách các giới, các đoàn thể sớm báo cho tòa giám mục biết số lượng của giáo xứ hoặc đơn vị của mình. Chắc chắn giá thành của mỗi quyển lịch sẽ thấp nếu số lượng in lớn nhưng dù sao đây là một việc làm thể hiện tình hiệp thông rất đáng giá và nhằm khởi động việc loan báo tin mừng, nên xin mọi người hãy quảng đại và tích cực hưởng ứng. Tôi tin rằng với việc làm này sẽ giúp khơi dậy và củng cố tinh thần hiệp thông sống động hơn trong giáo phận, đồng thời cũng phát động công cuộc nối kết tình thân hướng đến việc loan báo tin mừng ngày càng hiệu quả hơn. Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thắp lên ngọn lửa yêu mến và sự nhiệt thành tông đồ giúp anh chị em sẵn sàng dấn thân vì vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn. Thân ái chào anh chị em.